cung kính mời Phật Thánh Lai Đạo. A-di-đà-phật chín đan hải ngạn lô nhiệt minh lương gia sư tử mộc nương ô hương hoàng nội đắc thanh hương chi đông kim cương nhất chu biến thập phương nam mô hương cúng giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma ha tát ca lo địa tiên vốn xưa hiện thành nghi trong đền song sơn A Di Đà Phật dung định chân nhang phần thời sự tiên thường về tứ thiên thành nhật tại kim lô phong thành thập thiên luân thiên tấn thập phương tích nhật xa dư biển hàm tiêu thai dương tham ô thanh lương địa bồ tát xe loan thanh tha chỉ nẻo đường hoa đi tức thì we'll be right back.
nhang khai quang bắt cờ diều quang minh chứng đàn diên cá tích tăng cung giàng kim phục hoàng thân vật anh chưa tiên trung hương ca lăng quân gia ân từ khi lần bất chúng sinh cùng a kim đình lệ dòng nhang khai quang thập cờ diều quang minh chiếu từ trung bắt sáu dâng lên đường lại bắt sáu dâng lên lên đến chữ ông to đôi rõ ràng thế cho đôi chú trường sinh không thể vật như lai điểm hai hai thần nhẫn chiếu quang minh hai nghĩ như thế hai
truyền sang các con nơi cả cơ đâu được ban đáo đàn lần truyền văn võ đôi hàng văn võ đôi hàng lần truyền văn võ đôi hàng thiên linh bản ba thằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội bản cơ chiêu qua từng ngày nghĩ nghĩ hình hai nhân hai khẩu khẩu âm một hai thủ thủ chuyển động hai tâm tâm hoan hai tốc tốc lòng hầu hành tốc 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 lưu lập linh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đinh lý trần lê sắc phong thượng đằng biển để tối linh tây thiên tam đảo linh thank you.
đêm ngàn xanh lắm quà nhiều hoa. Cho